Ok, chào mừng anh em và chào luôn các chị em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Bon Set đây. Ok, anh em sẽ cập nhật cho anh em cái git code của CyberN nha anh em. Thì cái code này là cái code đầu tiên của sự kiện một chuỗi code tiếp theo nha anh em. Anh em nào muốn tham gia đầy đủ mọc thì có thể nhấp vào link ở phần mô tả video, phần mô tả và comment luôn nha anh em. Ok, hình như là có, nếu mà đầy đủ các mốc thì có đủ Raker, xanh và 5k kim cương đó anh em ạ. Giọng hơi khàn tí mới ngủ dậy anh em. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành nhập code đen nha anh em. Anh em nhớ vào nhập nhanh nha. Ok, nhớ để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh nha. Ở cuối video mình sẽ để cho anh em tổng hợp các phần quà nếu đủ các mốc nha anh em. Anh em lưu ý giúp mình chia sẻ đừng spam vô nhóm và cái trang của họ nha. Ok, nếu không sẽ hết sự kiện luôn đó này mà. Ok, bye bye.